quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 18 tháng 9 năm 2023 trên chuyên trang Dân Việt Media của báo điện tử Dân Việt. Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực đồng bằng, ven biển đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.